Câu hỏi của con nó hơi ngoài đề một tí, con xin mong thầy từ bi. Con rất là ấn tượng về nghe bài pháp thoại của thầy về cơn sốt Obama. Và con nghe khi đó con đang ở bên Việt Nam. Và trong bài pháp thoại đó, thầy có trình bày rằng tâm thức của những người, thầy quote một câu của ông Obama khi ông về Việt Nam thăm nước Việt Nam bằng một câu của sư ông Lần Mai là bây giờ chỉ có dùng tình thương mới có thể mang lại hòa bình và an lạc cho thế giới. Thì có rất là ấn tượng cái bài pháp thoại của thầy chia sẻ đó. Nhưng mà thầy cũng nói thêm một điều là cái tâm thức của con người ta không có chịu buông bỏ cái quá khứ và cứ ôm lấy những cái nỗi khổ niềm đau, cũng như là cái chiến tranh Việt Nam nó đã qua rồi bao nhiêu năm rồi mà cứ rầu rĩ, cứ buồn phiền hoài. Và cũng giống như lúc đó thì con chưa được biết thầy, là thầy đã sang đây và chia sẻ với Đức Tuệ cách đây 10 năm. Thì những thính chúng ở quận Cam có vẻ cũng hơi bức xúc về những cái chuyện liên hệ giữa Mỹ và Việt Nam, cũng như là thầy ở bên Sài Gòn sang. Thì câu hỏi của con nó xin thầy từ bi và cũng xin đại chúng ở đây hoan hỉ cho con là cách đây 10 năm và bây giờ, thì xin thầy cho con biết được cái chia sẻ được cái cảm giác của thầy về thí chúng của quận Cam bây giờ và 10 năm về trước. Mặc dù con biết là quá khứ đã qua rồi, nhưng mà con muốn được xin một cái chia sẻ của thầy trong lần hoằng pháp ở bên miền Nam Cali kỳ này. Con xin cảm ơn. Thường 10 năm là một chu kỳ cũng khá dài. Khi trở lại lần thứ năm tại Hoa Kỳ đó, thì tôi thấy là sự tu học của các Phật tử vẫn tiếp tục tinh tấn thôi. Và nhất là Hội Phật học Đức Tuệ đó vẫn duy trì điều đặn các cái khóa tu mỗi tháng một lần, như là một cái cơ hội mời gọi các tăng ni ở tại Hoa Kỳ và ngoài Hoa Kỳ đó đến chia sẻ Phật pháp. Đang khi rất nhiều chùa đó lại chưa có cơ hội hoặc là chưa muốn làm công việc này. Tôi rất là cảm kích trước tấm lòng của các bác cư sĩ lãnh đạo, đặc biệt là bác Mặc Nghiêm và những thành viên khác. Về bản thân tôi đó thì quý vị tự đánh giá, chứ tôi cũng không nhớ là 10 năm trước tôi giảng cái gì nữa. Nhiều quá đâu nhớ hết. 3.600 bài. Mỗi nơi đó thì ai yêu cầu đề tài gì thế thì mình chia sẻ đề tài đó. Tôi không thích chia sẻ Phật pháp dưới góc độ pháp môn, vì pháp môn nó có chừng ấy vấn đề, nó chừng dài 30 buổi đó thì nội dung nó trùng lặp. Và đang khi Đức Phật đó thì giới thiệu một đạo Phật bao quát, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, liên hệ đến nhận thức luận. Rồi bên cạnh đó thì Đức Phật giới thiệu về xã hội quan và chính trị quan, liên hệ đến là cá nhân, gia đình, xã hội, chiến tranh, hòa bình, quản trị đất nước, rồi phát triển, hạnh phúc, vân vân. Còn về đạo đức quan thì Đức Phật dạy đạo đức tại gia, đạo đức xuất gia, đạo đức giải thoát. Về tu tập quan đó thì Đức Phật dạy là phương pháp tu của người tại gia, quả chứng của họ đó là an vui, hạnh phúc và phước báo trên đời. Rồi pháp tu của người xuất gia đó quả chứng là thánh quả, người tại gia trở thành chân nhân, người xuất gia thì trở thành A-la-hán, Bồ-tát và Phật. Thì tất cả cái này là rất là khác nhau. Và Đức Phật giới thiệu một đạo Phật phong phú như thế suốt 45 năm. Còn khi mà đạo Phật pháp môn đó, mà truyền bá đó, thì các tổ sư là tâm đắc với bài kinh nào đó, là biến bài kinh đó thành cánh cửa để đi vào Phật pháp, được gọi là pháp môn. Và ngoài bài kinh đó ra, không dạy thêm, không giới thiệu thêm, thậm chí là cấm và không cho đệ tử của mình đọc những bài kinh khác. Thì tôi cho rằng đây là một cách thức truyền bá đạo Phật rất hẹp hòi. Nhất là Tịnh Độ Tông, nhiều vị pháp sư cực đoan đó lý sự như thế này nè: niệm Phật hoài Phật A Di Đà là tạp niệm, tụng kinh hoài kinh A Di Đà và Vô Lượng Thọ là tạp tụng, tu hoài pháp môn A Di Đà là tạp tu. Nghe như thế người ta mất hồn hết, là tất cả đổ dồn vô Đức Phật A Di Đà, bỏ luôn Phật Thích Ca khỏi chùa, khỏi nhà của mình. Rồi một bài sám của Tịnh Độ Tông rất là cực đoan: thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất,
mười phương ba đề các Đức Phật, Phật A Di Đà là số dách. Đó là Phật rồi còn có số dách số nhì gì nữa. Đang khi Đức Phật nói chư pháp bình đẳng vô hữu cao hạ, pháp môn dẫn đến đó, là Phật đó, là bình đẳng, không có cái gọi là cao, không có cái gọi là thấp, thì lấy gì có trường hợp mà Phật cao Phật thấp? Nên người ta đề cao Tịnh Độ Tông thôi. Hoặc là cũng có người ta chủ trương là gì, trong thời mạt pháp đó, mọi kinh mất hết, vô thường hết, chỉ còn là kinh A Di Đà. Mọi danh hiệu Phật mất hết, chỉ còn danh hiệu Phật A Di Đà. Thì ta nói như vậy làm cho mọi người thấy Phật A Di Đà là thuộc vào là đẳng cấp số 1 rồi, không có Phật nào hơn được. Cho nên từ đó là chỉ có tu Tịnh Độ. Và tu Tịnh Độ đó thì trên thực tế chỉ là tu tín ngưỡng. Và tín ngưỡng sẽ không làm cho đạo Phật khác với các tôn giáo nhất thần như là Bà La Môn giáo của Ấn Độ, Do Thái giáo của Israel, Nho giáo của Trung Hoa, Thiên Chúa giáo, Anh Lành giáo, Tinh Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo của phương Tây và Hồi giáo của Trung Đông. Chúng ta nhớ đỡ đó điều đó. Đức Phật sở dĩ vượt trội hơn các nhà sáng lập tôn giáo còn lại là vào thời của Ngài đó, Ngài không truyền bá tín ngưỡng mà Ngài truyền bá trí tuệ. Thì do vì cái căn cơ của tổ sư sáng lập chỉ thích bài kinh đó thôi, cho nên không giới thiệu những kinh khác. Từ đó các Phật tử bị thiệt thòi. Cho nên tôi cũng rất mong các quý Phật tử đó, dầu tu theo pháp nào, quý vị được quyền tự do, quý vị nên tạo cơ hội cho mình đọc nhiều kinh Phật khác, nghe nhiều kinh Phật khác. Chùa Giác Ngộ thì có các trang web khác nhau. Trang Đạo Phật Ngày Nay đó thì có ebook về Đại Tạng Kinh đã dịch ra tiếng Việt. Ngoài ra đó thì trang chùa giác ngộ.com và Phật âm.com thì có cái kinh điển Phật giáo bằng âm thanh. Quý vị có thể là vừa làm việc nhà, vừa ăn cơm, vừa tắm giặt, vừa vệ sinh cá nhân và vừa nghe kinh được, chả có tội gì hết á. Nó mở cho quý vị trí tuệ và tiết kiệm thời gian. Đang lúc đi xe thay vì nghe nhạc, thay vì nghe đài radio đôi lúc nó nhảm nhí, quý vị mở là các cái đài kinh lên nghe thì lợi lạc nó rất là lớn. Và khi làm việc này đó thì quý vị sẽ đạt được giá trị mà trong nghi thức tụng niệm đại thừa đó là gì, là nương tựa chân lý Phật đó, quý vị sẽ đạt được thâm nhập kinh tạng, tức là thẩm thấu hiểu biết sâu về toàn bộ kho tàng kinh để có trí tuệ như biển lớn. Chứ thực tế mình đọc có một hai bài kinh làm sao có trí được biển lớn được, phải đọc nhiều kinh. Và điều đó nó cho thấy rằng là không có kinh nào trị bá bệnh cho chúng sinh. Nếu có bài kinh trị bá bệnh như các tổ chủ trương á, kinh này là số 1, kinh này là vua, kinh này là chúa trong các kinh, thì Đức Phật đã chẳng phải nhọc công 45 năm giảng dạy đó mấy chục ngàn bài kinh. Mà bây giờ mình chỉ đọc có một bài là quá thiệt thòi rồi. Giống như mình vào một cái siêu thị có hàng ngàn món mà mình ăn có một món à. Mua có một món thôi. Vào cái buffet 100 món như Đài Loan mình ăn có một món cơm gạo lứt bú mè. Lứt bú mè vô buffet làm gì cho mệt. Ở nhà nấu cho rồi, đỡ tốn tiền. Và mỗi một bài kinh đó có chức năng trị liệu khác nhau. Dĩ nhiên là cũng có nhiều bài kinh trị nhiều bệnh, nhưng mà không thể trị bá bệnh vì tất cả bệnh được. Cho nên là đó là cách mà chúng ta mở cơ hội cho chính mình được là phong phú hơn về trí tuệ, hiểu biết hơn vừa nhiều cái cánh cửa sổ tri thức để giải quyết và khép lại các nỗi khổ niềm đau tấn công và ảnh hưởng đến chúng ta cũng như là những người thân. Thì đó là cái lời khuyên rất chân thành của tôi. Và từ cái nhận thức đó, cho nên từ năm 2004 đó, chùa Giác Ngộ đã thực hiện âm thanh hóa kinh điển Phật dạy. Nếu quý vị nào có giọng đọc hay, giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam, giọng người nữ hay giọng người nam, giọng già, giọng trẻ không quan trọng, miễn là giọng đọc chính xác, quý vị nên phối hợp với chúng tôi để tiếp tục thực hiện các bài kinh đang còn sót. Hiện tại thì chùa Giác Ngộ đã thực hiện toàn bộ kinh Tạng Pali ra tiếng Việt, kinh A Hàm ra tiếng Việt, một số bản kinh Đại Thừa như là kinh Đại Bảo Tích, kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Pháp Hoa,
còn nhiều kinh khác, còn nhiều tác phẩm khác cần được âm thanh hóa. Cho nên là cố gắng là phối hợp nhau để chúng ta không thực hiện trùng. Thực hiện trùng nó uổng công đi. Và bây giờ kỹ thuật số đó nó phổ biến toàn cầu mà, thì các bài kinh âm thanh này đã được phổ biến trên Đạo Phật Ngày Nay.com, rồi Phật Âm.com, Chùa Giác Ngộ.com. Ngoài ra đó, một số nơi khác cũng đã download và phổ biến ở trên trang mạng của họ miễn phí. Nên cùng phối hợp nhau làm để cho chân lý Phật, minh triết Phật, đạo đức Phật đó được mọi người biết đến càng nhiều càng tốt. Và lúc đó tôi tin rằng là chúng ta sẽ không rơi vào mù chữ Phật Pháp. Và quan trọng hơn, kinh điển sẽ tồn tại lâu dài, chứ không phải như những người Tịnh độ tông nói là ở trời mặt Pháp chứ còn kinh A-di-đà, còn danh hiệu Phật A-di-đà, còn tất cả bị tiêu diệt hết. Cái đó là tà kiến, cái đó là mê tín thôi, không có sự thật.